Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn loài chó hoang. Chó hoang châu Phi là loài động vật có vú trong họ chó, bộ ăn thịt. Loài chó săn mồi đáng sợ nhất trong tự nhiên. Chó hoang châu Phi có kích thước chỉ tương đương chó nhà nhưng được xếp vào nhóm siêu dã thú với tỷ lệ săn mồi thành công lên tới 85%. Loài này được Chemnitz mô tả năm 1820, chúng là loài có cú cắn mạnh nhất trong các loài động vật có vú trong bộ ăn thịt. Đã từng có khoảng 500.000 con chó hoang dã châu Phi trong 39 quốc gia và bầy 100 con hoặc nhiều hơn không phải là hiếm. Nay chỉ có khoảng 3.000 đến 5.000 rưỡi trong ít hơn 25 quốc gia hoặc có lẽ chỉ có trong 14 quốc gia. Chúng chủ yếu được tìm thấy ở miền Đông và miền Nam châu Phi, chủ yếu ở hai quần thể, còn lại lớn liên quan với dự trữ Serugen Reservoir ở Tanzania và dân số tập trung ở phía Bắc Botswana và Namibia phía Đông. Dân số nhỏ hơn nhưng dường như an toàn của một số 100 cá nhân được tìm thấy ở một số vườn quốc gia Nam Phi và phức hợp ở Tanzania. Quần thể bị cô lập vẫn tồn tại ở Zambia, Kenya và Mozambique. Số lượng loài này ở thời điểm vào năm 2016 ước khoảng 39 tiểu quần thể có chứa 6.600 con trưởng thành, chỉ có 1.400 cá thể trong số đó là cá thể trưởng thành đang sinh sản. Sự suy giảm của các quần thể này đang diễn ra do sự phân mảnh môi trường sống, sự đàn áp của con người và dịch bệnh. Loài chó châu Phi hoang dã bị đe dọa bởi nạn săn bắt của con người, mất nơi sống và giết chết kiểm soát động vật ăn thịt. Nó sử dụng vùng lãnh thổ rất lớn và như vậy chỉ có thể tồn tại trong động vật hoang dã đông đảo. Chó hoang dã châu Phi là một động vật xã hội cao, sống trong các gói có phân cấp thống trị riêng biệt cho con đực và con cái. Duy nhất trong số động vật ăn thịt xã hội, con cái chứ không phải là con đực sinh sống, phân tán khỏi đàn khi thành thục về sinh dục và con non sẽ được ưu tiên cho ăn đầu tiên khi bắt được con mồi. Loài này là loài săn mồi chuyên biệt đối với linh dương mà nó bắt bằng cách đuổi theo chúng để làm con mồi kiệt sức. Giống như các loại chó khác, loài này ợ thức ăn ra cho con non, nhưng hành động này cũng được mở rộng cho con lớn đến mức là nền tảng của đời sống xã hội chó hoang châu Phi. Chúng có rất ít loài săn mồi tự nhiên. Mặc dù sư tử là một nguồn chính khiến loài chó này tử vong và linh cầu đốm là loài ký sinh ăn cướp thường xuyên. Mặc dù không nổi bật trong văn hóa dân gian châu Phi hay văn hóa như loài ăn thịt châu Phi khác, nó đã được tôn trọng bởi trong một số xã hội săn bắn hái lượm, đặc biệt là những người dân Ai Cập tiền sử và người San. Chó hoang châu Phi là một trong những sát thủ săn mồi đáng sợ nhất châu Phi. Nó có thể sánh ngang hàng với báo và sư tử, những động vật săn mồi nổi tiếng trên các thảo nguyên của lục địa đen. Chó hoang châu Phi có lối sống bầy đàn với tổ chức xã hội cao và đầy tính kỷ luật. Đây là một trong những điểm nổi bật giúp chúng có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt với nhiều kẻ săn mồi to lớn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Chúng là loài duy nhất trong số động vật ăn thịt xã hội có con cái chứ không phải là con đực sinh sống phân tán khỏi đàn khi thành thục về sinh sản. Có một con đầu đàn, tất cả các thành viên khác đều phải phục tùng. Khi săn được mồi, thịt được phân chia từ trên xuống dưới. Những con khác kiên nhẫn chờ đợi, đứng gác cho tới lượt mình để ăn. Chúng hầu như không bao giờ đấu đá với nhau, tranh thức ăn do hệ thống xếp hạng này. Khi một con chó bị ốm, bị thương hoặc cao tuổi, thậm chí mất khả năng săn mồi, các thành viên còn lại trong đàn sẽ chăm sóc và nuôi chúng. Khi con đầu đàn bị thương, nó không bị ép thoái vị và nếu đủ tài trí, nó vẫn được cả đàn kính trọng và chăm sóc. Điểm đặc biệt hơn loài chó động vật này là tính nhường nhịn bề dưới. Khi săn được mồi, các con trưởng thành sẽ để các con non ăn ngấu nghiến thức ăn trước tiên. Không chỉ các ông bố, bà mẹ và ngay cả các anh chị cũng không tham gia trong việc chăm lo, bảo vệ các em nhỏ trong đàn. Loài này cũng có một thói quen hết sức kỳ dị, đó là nuốt thức ăn vào rồi nôn ra ăn lại. Chúng có những lúc lăn mình qua bãi nôn trước, sau đó mới đứng lên tập hết đống thịt lộn xộn dưới đất. Công việc
thường được dùng để mang thức ăn về cho các con non, nhưng đôi khi việc này mở rộng cho các con lớn đến mức là nền tảng của đời sống xã hội chó hoang châu Phi. Bộ hàm của chúng có thể tạo ra cú cắn uy lực lên đến 240.000 kg trên mét vuông. Hàm dưới của chó hoang to hơn chó nhà nhiều và răng hàm của chúng có chức năng giáp thịt khỏi xương. Thậm chí, chúng còn cướp con mồi của những loài đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn như sư tử, linh cẩu hay là cá sấu. Quan sát chó hoang châu Phi săn mồi, bạn sẽ biết tại sao chúng được ngợi ca là những thợ săn đỉnh nhất của châu Phi. Hầu hết các động vật ăn thịt dựa vào tài ngụy trang âm thầm tiếp cận và hạ gục con mồi, nhưng chó hoang châu Phi rất hiếm khi phải sử dụng chiến thuật này. Chúng sinh ra để chinh phục con mồi bằng cách rượt đuổi. Với thị lực tốt và sức bền đáng kinh ngạc, chó hoang có thể truy đuổi con mồi liên tục 8 km và tốc độ nhanh nhất có thể lên đến 66 km/h. Thông thường, chúng sẽ dồn đuổi con mồi cho đến khi con mồi kiệt sức và gục ngã, không chống trả được và làm thịt con mồi. Để có thể săn được một con mồi lớn, các thành viên trong đàn cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn. Trước khi đuổi bắt con mồi, chúng tỏa ra, bao vây và chọn mục tiêu. Một con tiến gần đến con mồi, một con khác di chuyển chặn sườn và các con khác dàn hàng xen kẽ. Mục đích của chúng là tách mục tiêu đã định khỏi đàn, bao vây mạn sườn và áp sát không cho con mồi chạy thoát. Đó là cách đi săn vô cùng hiệu quả và khoa học đối với loài sống bầy đàn. Còn nếu con mồi thuộc loài nhỏ, chúng chỉ việc đè nghiến xuống đất và xé toạc bằng bộ hàm khỏe mạnh vào hàng bậc nhất thế giới tự nhiên. Ngoài ra, chó hoang châu Phi rất thông minh khi biết cách giao tiếp với nhau trong lúc săn mồi. Những con chó hoang không ngừng để cho các thành viên khác biết cả về vị trí của mình và của con mồi. Nhờ việc kết hợp những khả năng tuyệt vời này, chúng có thể thích ứng với sự thay đổi kịch bản trong cuộc đi săn và đạt kết quả tốt nhất. Hiện nay, chó hoang châu Phi là một trong những loài cực kỳ nguy cấp và cần được bảo vệ. Cho đến nay, vẫn chưa xác nhận một trường hợp nào chó hoang tấn công con người. Tạm biệt các bạn.